là rơi vào phanh ra, sẽ vào cho em mở phanh ra và sẽ xông dây tờ, xông đấm tay tờ lên và xông dây. Khi mà mình cô vào số 8 vào bích phong vậy, khi mà mình ra điều động mình ra đó, có khi mình phải mở dây chéo lá trước, dây chéo mũi trước hoặc là dây dọc mũi trước, phải không? Có khi mình giữ lại một trong hai dây đó, vậy thì làm sao mà mở dây, giả dụ như anh cô dây dọc mũi trước đúng không, mà anh ra lại mở dây chéo mũi trước, thì làm sao anh cặp đầu như là đều phải đưa cái dây chéo lên trước chứ không ai người ta đưa cái dây dọc lên trước hoặc là dây ngang lên trước. Nguyên là cái dây chéo kia nó có tác dụng gì? Cái dây kia nó kéo mình giữ mình lại, nó hãm tàu không cho đùn lên, và sau lái kia nó cũng sẽ đưa một cái dây chéo lên trước, dây chéo lái lên trước, được chưa? Vậy là khi dỡ mà cũng phải dỡ được thứ tự vậy? Hả? Dỡ mà cũng phải dỡ được thứ tự hay sao? Khi mà dỡ nha, thì nó sẽ đưa dây này lên trước, đưa dây dọc lên trước. Hoặc là cái dây dọc kia lên trước. Đấy. Còn cái dây chéo là sẽ phải được giữ nguyên đến tận cuối cùng, khi có lệnh của thủ trưởng và tháo nút dây chéo ra. Vậy dây chéo là đưa qua cái đây rồi đưa xuống cái gì kia à? Đúng rồi. Vòng này đang này chạy về đây đưa nha, đừng ai qua đây, không được ai đưa dây qua đây nhá, nhớ là phải luồn qua bên dưới này. Đấy, luồn qua đây này xong rồi vắt dây ngược lên đây, được chưa? Vắt dây ngược lên và khi mà đã tí nữa xuống xong lái nghe anh làm nhá. Đấy. Còn khi mà cô dây dùng tờ tua lên, khi mà dây căng thì ta chỉ việc mở phanh thôi, không cần phải vặn cán nữa, mở phanh ra và sẽ dẫm lên cái dây ấy thì nó sẽ
trước khi làm dây là phải sẽ có một người ra dây này, ra dây và một người chuẩn bị dây này. Và trên đó sẽ xông ra dây ném. Mỗi người một việc. Còn làm dây nhá. Làm dây này không phải là trông nó đơn giản thế thôi. Nhưng mà cái nguy cơ rủi ro nó hơi cao ấy. Trong cái trường hợp tàu lai ấy.